Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Tuyên bố của ông Trump ngay sau khi GSA xác nhận chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Ngay sau khi bà Emily Murphy, cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp GSA, gửi bức thư thông báo cho chiến dịch của ông Joe Biden về việc chuẩn bị chuyển giao quyền lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân như sau. Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA vì sự cống hiến bền bỉ và sự trung thành với đất nước của chúng ta. Cô ấy đã bị đe dọa, bị quấy rối và bị làm phiền. Tôi không muốn chuyện này xảy ra với cô ấy, gia đình cô ấy hay nhân viên tại GSA. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý và sẽ đấu tới cùng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Không chỉ vậy, vì lợi ích lớn nhất của đất nước, tôi mong Emily và đội ngũ của cô ấy sẽ làm những điều cần thiết đúng theo những quy tắc ban đầu. Và tôi đã nói với đội ngũ của mình làm điều tương tự, ông Trump viết. Tới hơn 2 tuần sau khi trở thành Tổng thống đắc cử, ông Joe Biden và đội ngũ của mình mới có thể bắt đầu chính thức quá trình chuyển giao quyền lực. Quyết định của GSA sẽ cung cấp cho chiến dịch của ông Biden các quyền lực liên bang cũng như tiếp cận được tới các cơ quan khác trong Nhà Trắng. Mặc dù ông Trump nói rằng mình đã khuyến nghị GSA làm việc này, nhưng bà Emily Murphy viết trong lá thư của mình rằng bà đã độc lập đưa ra quyết định nói trên. Hãy hiểu rằng tôi đã đưa ra quyết định này một cách độc lập, dựa trên pháp luật và những sự thật hiển nhiên. Tôi sẽ không bao giờ bị gây áp lực trực tiếp hay gián tiếp bởi bất kỳ quan chức hành pháp nào, bao gồm những người làm việc tại Nhà Trắng hay GSA. Xét tới thời điểm đưa ra quyết định của tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi không chịu bất kỳ sự chi phối nào về việc trì hoãn đưa ra quyết định này, bà nói. Trong nhiều tuần qua, bà Murphy đã liên tục chịu chỉ trích từ Đảng Dân Chủ, các chuyên gia an ninh và y tế quốc gia. Những người này cho rằng việc trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực đang phá hoại nỗ lực và tốc độ của chính quyền ông Biden trong việc đối phó với đại dịch COVID-19, làm tổn hại tới an ninh quốc gia. Nhiều nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi bà Murphy cho phép việc chuyển giao quyền lực được thực hiện. Quyết định này đồng nghĩa với việc đội ngũ của ông Biden sẽ được tiếp cận các văn phòng chính phủ, sẽ được gặp đội ngũ quan chức của ông Trump để thảo luận về các chính sách và sẽ nhận được 7,3 triệu USD tiền thanh toán cho chi phí nhân viên và các chi phí khác. Quyết định của GSA vào ngày 23 tháng 11 giờ Mỹ là đòn đánh thứ hai vào nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử của ông Trump. Trước đó, bang Michigan đã xác nhận ông Biden chiến thắng. So I'm home, yeah.